Thành phố Hồ Chí Minh thì càng ngày càng thay ra đổi thịt rất là nhiều đúng không? Mỗi một lần vào trong này thì thực sự là có lẽ rằng rất là khó nhận ra đấy, có những cái góc phố khó nhận thật đấy. Bản quyền 2-3 năm bạn mới vào đúng không? Tôi vào cái đợt thời điểm cái chỗ này nó thuần đầm xình lầy, nó có cái gì? Đầm xình lầy đây à? Và bây giờ thì bạn nhìn thấy chưa? Còn cái nhà là nhà rất mình luôn đúng không? Đây là khu landmark. Khu vực này chưa vào thì đầm xin lầy ấy, có cái gì đâu. Đây là khu đất vàng đấy hả? Ở đúng đại ca Việt. Ở đây là khu đất vàng đấy hả? Bên kia, bên kia mới là đất kim cương. À, thảo điện đất kim cương à? Thì đúng là đi vào đây. Bạn có thấy không? Ngày xưa chúng nó dùng cái từ hòn, nó hòn nó rất là nhỏ bé ấy nhở? Từ hòn thì nó nghe nó rất là nhỏ bé. Hòn Ngọc Viễn Đông, mẹ nghe từ hòn nó đã không phát triển được rồi, đúng không? Là kim cương qua thành phố Hồ Chí Minh, kim cương à, quá tuyệt vời luôn, không nhận được ra luôn đấy, không nhận ra được. Bây giờ là đường xá giao thông, chui qua cái hầm nào đây? Ờ, chui qua hầm, mình đi sang quận 1 á. À, đây đi sang quận 1 à? Ờ, quận 2, quận 1. Đâu, qua hầm được đâu, phải sao? Đây nó vẫn đang ở quận 1 mà. Qua Bình Thạnh. Đấy. Bạn thấy không? Ở đây nghệ thuật đường phố vẽ rất là nhiều. Thực ra là làm xấu đi đô thị. Cái môn này. Tóm lại là có cái hầm, có cái đường ở trên, cuối cùng vẫn là chỉ trên là có đoạn đường rẽ. Hầm là chạy thẳng. À. Hầm là chạy thẳng. Thật sự là tôi giao thông thành phố Hồ Chí Minh là tôi bó tay. Bây giờ tịt mù rồi đúng không? Mà Google Maps loát không nhanh bằng phát triển đô thị. Nên là chúng nó cứ cái ca ngợi cái hòn ngọc của chúng nó ngày xưa, tôi thấy nó quá là tầm thường. Tóm lại là Google Maps không thể loát được kịp. Không loát được kịp. Nếu hôm qua đi nhầm đường chỉ vì là Google Maps không loát được kịp, xem là cái đường nào. Quá. Thế đến đây mình quay lại thôi. Sao không quay được không? Được quay. Quay được. Quay lại ngồi cà phê. Vào landmark này. Quay lại trong vào landmark. Cà phê thiếu gì? Bây giờ không hiểu sao nó lại dùng từ hòn ngọc không nhỉ anh ạ? Hòn thì nó quá bé đúng không? Hòn thì nó ngày xưa thì nó bé thì nó phải dùng từ đấy đúng rồi, nó có tí tí gọi là quận 3 với quận 5, quận 1 để dành cho bọn lính, bọn sĩ quan ấy, mỹ ngụy nó ăn chơi chứ. Dân làm gì được cái gì, dân làm gì có lại là nó từ các khu vùng chiến thuật nó bay về, nó phang cái xong nó lại đi, đúng không? Nó thông tắc đường và đấy dành cho những cái thằng có số thôi. Nhưng mấy cái thằng lính quen thì làm gì có cái gì. Chính xác. Hòn Ngọc ngày xưa thì đấy, chúng nó ví Hòn Ngọc với thực tế thì được đấy, nó dành cho những cái được bọn vài cái nhà ngoe có cái gì mà. Nó dành cho bọn có số thôi, chứ còn thẳng luôn là mấy ông lính tốt thì có cái gì đâu. Tốt thí làm gì. A Dua A Tòng à. Đấy, nhìn đây này. Hòn Ngọc à, nhìn đây này. Đấy đó, kim cương chưa. Đấy à. Quá xấu hổ mà suốt ngày chúng mày lôi cái chuyện trước năm 75 ra. Đấy. Nhục nhã. Mày đi đấy, đường bên trong, đừng đi đường hầm. Đó, sự phát triển của đô thị Việt Nam 20 năm cấm vận này, không còn mạnh nữa. Chơi rất bẩn, chơi cấm vận. Thua tụt quần rồi, quay ra đi chơi cấm vận. 21 năm. Tiền chúng mày nhiều như quân nguyên. Rồi, rẽ theo đường nào? Đi thẳng là cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn. Không, thì ông là vào Landmark cơ mà.
Thì cái đi đi lên đi lên đi. Cầu đấy được, để xong rồi xuống bên cầu. Đấy, đi sang đi thẳng bên kia kìa. Sang Landmark gì đi thẳng kia. Mày có bao nhiêu tiền? Mấy chục tỷ. Ờ Mỹ nó nuôi nhiều chứ. 64 65 nó vào nó mang tiền vào rồi. Đấy. Hơn 100 tỷ đô. Hơn 100 tỷ đô lúc đấy giờ. Khủng khiếp đấy nhỉ. Đây. Không, cứ đi thẳng đi bạn. Landmark này. Cứ đi vào trong đi. Đấy. Cứ chạy đi. To của nó đây. Tất cả các đoạn đường. Cứ đi đi. Đấy, cổng nó đây. Không. Lẽ vào đi không thì không có đường ra. À, đường ra thì ông dắt ông đi ở đây ông cả. Đấy, chạy qua đây chứ. Đấy, thương. Tất cả xung quanh các loại tuyến đường ở đây được 100% camera. An ninh giám sát đúng không? Giám sát hết tất cả mọi gì với cộng. Quá tuyệt vời. An ninh cao. Nói chung là thành phố Hồ Chí Minh thay đổi quá nhiều luôn. Các cái bác mà chống cộng bây giờ, các bác nhiều khi xem các cái clip của MN xong là các bác cái nhột. Toàn xem được 1-2 phút rồi phải dừng lại. Dừng lại không không dám xem nữa anh ạ. Để uống thuốc trợ tim. Thắt dây an toàn. Thắt dây an toàn, uống uống thuốc trợ tim. Khu bao của Landmark rồi. Nằm ngay bờ sông mà đẹp chưa, các khu biệt thự này. Hôm qua mình uống nhắm rượu bên kia. Mình ở bên kia, bên bán đảo Thanh Đa. Cái trái này thoải mái, chỗ chẳng kiểu gì, chẳng có cái gì. Ở đây thoải mái, kia kìa, hôm qua mình ở kia kìa. Bán đảo Thanh Đa bên kia. Chúng là đời sống bây giờ khác nhiều. Làm sao bằng được. Chạy xuống dưới nó hay hơn đấy. Đấy nó rộng hơn. Ngược chiều. Ừ, nó phải thế chứ. Cây xanh nhiều nhá, mát nhá, thoải mái luôn. À, kia hôm qua mình ngồi. Mình nhắm. Ngồi bên kia kìa. Đấy. Chơi đá ấy, thoải mái rơi rồi. Qua đánh nhắm cực lực, cực lực. Ở bên đấy nhậu sang nhìn sang bên này. Tàu cánh ngầm. Đi du lịch trên sông Sài Gòn nữa. Này, những cái ngôi nhà này thì tầm như Việt Kiều, Ngô Kỷ. Đến đâu lấy đâu mua. Đến kể cả mẹ bú trí về làm méo thì có tiền để mà mua được cái này. Đẹp chưa? Quá tuyệt vời luôn. Trước đây nó là Tân Cảng Sài Gòn đấy. Mát nhở, ở đây thì có mát đúng không? Chưa rõ. Cà phê bóng như thế. Ừ. Trong này chắc chắn là không được. Không, không. Trong này cà phê thì vào trong đáy dưới. Ở thành phố Hồ Chí Minh có hay cà phê kiểu như này này. Cà phê cóc à? Ôi, cuối cùng này vấn đề chảy ra. Ôi, đi đường bao mà. Đi đường bao mà. Châu trước đỗ đầy đường này, Kỷ này, Phúc rồi chó này. Nhìn nhá, mở mắt to ra mà nhìn Việt Nam thay đổi. Tao lại chui vào đây. Tao lại chui vào đây, tao chạy. Lại chạy vòng tròn à? Ờ. Đi đi chơi. Biết thì cứ đi cho nó quen đi, lần sau có tiền rồi vào đây mua rồi còn nhớ đường. Lạc, lạc. Cái nhà trắng đây này. Biết sao mẹ ít nữa về bắt được cục vàng ấy đổi sang để vào đây mua ở thì nhiều có biết đường quá tuyệt đang mơ giấc mơ cục vàng này vàng mắt thì mẹ giấc mơ có thật có mà vàng độc tài đơn đảng nào độc tài đa đảng mới giàu đơn đảng thôi. Cứ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Quá là rực rỡ thành phố Hồ Chí Minh. Xứng đáng Nhật, 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 Nhật.
Nhật. Thế chúng mày cứ bảo để phải đi ra Nhật nó sang đây làm thuê chất tổ ấy. Nhật sang đây chẳng làm thuê làm gì? Mày Pháp Đức đầy. Anh đây này, anh Pháp Đức sang đây làm thuê đó. Đầu thằng này đi mẹ. Đó, đi thẳng đi bạn, đi thẳng đi. Ừ, kia, gì? Kia tôi nhìn được. À cái này ra xong là gì? Ừ. Ừ, không cứ bảo là Việt Nam đấy. Đây đi, kia đừng rẽ phải. Đây rẽ trái, rẽ phải. Rẽ trái. Bạn rẽ trái đi, rẽ phải ra bờ sông. Thì rẽ trái nó có cho rẽ đâu. Ừ thì rẽ phải. Đấy. Chật như nước cất Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tôi nói thật là tôi lạc đấy, tôi đéo biết đường là cái đường gì đâu. Bỏ lạc à? Ờ, thế ông mẹ nó bây giờ nó cuối cùng là muốn sang bên kia không sang được, không biết đường nào để sang này. Đấy, không không là phải đi ra ngoài được qua ngoài kia. Đường qua ngoài, đúng rồi. Đây lối này nó cho rẽ không? Không. Ở đây là cổng à? Hết rồi, lại đi về chỗ vừa nãy. Cổng này nó không cho vào à? Ừ, bạn lại đi về chỗ vừa nãy. Đấy, đủ. Thế thì người ta mới kiểm soát từng đường. Kiểm soát được, thấy chưa? Tức là như vậy thì là cái hệ thống để an ninh kiểm tra rất là tốt. Ô tô đỗ này VinFast đẹp chưa, cái màu xanh đẹp thế nhỉ. Ra đường đéo sao cả. Vẫn lại chạy về cái đường đấy. Ơi ừ, thì có sao đâu. Mình đang đi xem châu. Ông đang ở đây năm đúng không? Ông muốn đi ra đây 6 thì ông lại phải đi ra ngoài cái đường vừa rồi ấy, đường ngoài cũng rẽ vào ấy, cổng ấy. Đấy, wow, chạy ra đường Hà Lan hai đường đấy. Quá tuyệt. Mày cứ bảo là Việt Nam sang nước ngoài làm thuê bằng tiền về đây đấy, Nhật này, Hàn này, Tây Lông này, sang đây nó chả làm thuê. Làm ở đâu? Bỏ mẹ đây. Ở đâu có tiền nào làm việc chứ có sao đâu. Ở mấy cái con vẹn nó hay đi phân biệt. Đây khả năng Hàn Nhật nhiều. Nhật Hàn. Nhật Hàn đây, Anh Pháp Đức Ý. Nhiều nước á. Không. Thành phố Hồ Chí Minh mà, thành phố kinh tế mà. Phải chuột xuống dưới cái tòa chính này. Nước bảo là nước ngoài nó không sang Việt Nam làm thuê. Điêu ai bảo vậy? Mấy thằng ba que, mấy thằng vẹt, mấy thằng ngáo. Tự cây. Hào thành phố Hồ Chí Minh sang chặt cây một vật như chó ấy. Không chặt cây sao? Thành phố Hồ Chí Minh. Đi vào khu này xem phát này. Rực đây sáng 81 tầng này xem. Đây bên tay phải. Chạy vào khu 81 tầng này xem. Trong những nước mưa. Đó, đường vào của nó chứ. Đây đường đằng trên này này. Tôi không có sẵn đâu đi ra. Ra cái chùa. Chùa nổi tiếng nhất của thành phố Sài Gòn. Lâu đời nhất. Thành phố Hồ Chí Minh. Ông này ông đọc báo phản động nhiều sao? Lại vào trang thành phố Sài Gòn. Đuổi mẹ, đuổi mẹ ăn xe, mở đạp cho khách. Thành phố Sài Gòn rất lao nhào. Mở cửa đạp phát trong xe. Thành phố Hồ Chí Minh quá đẹp. Đấy, đây là những cái kênh như thành phố Sài Gòn, rồi là những cái kênh mà người yêu nước các thứ đấy, rồi vịt vui vẻ đấy, là toàn những kênh phản động hết ạ. À. Toàn các kênh phản động. Thiếu ạ, thằng này đúng là thiếu văn hóa thật. À, thừa còi nó có biết mà. Quá thiếu văn hóa luôn. Xe buýt thế chứ thế. Đường trước thì có một ô tô thì một đoàn cứ đi bốc còi. Ờ, trong thành phố đấy mà. Đấy, quá tuyệt vời chưa? Có vị có một vị khán giả bảo tôi là suốt ngày quá tuyệt vời. Thì thực sự là đây là những cái điều tuyệt vời của xã hội của chúng ta mà. Đúng không ạ? Cột bốt chưa 911. Lại làm quả vòng vành đai của Vinpearl. Ờ. Landmark. Làm quả góc quay cho nó đẳng cấp. Đấy. Trời ơi. Là trời. Ấy, mà cái gì thế? Ồ, cái gì nó dựng cao cao thế nhỉ? Mới ở trên núi núi xuống à? Ôi trời ơi, lạ quá. Cái gì thế? Quyền Nguyễn ở núi xuống. Ừ, bản tao nó không được như thế này đâu. Ồ.
cái gì nó cao cao mà nó xếp lên nhau mà nó trong trong dày đặc thế. Quá đẹp. Ý, cái kia nó toàn kính là kính mà sao nó lại cao thế kia. Tôi nên bó tay ông Quyền Nguyễn. Ông vào đây ông lạc đường. Tao phải ra bằng được cái chỗ mà toàn kính mà cao cao kìa. Không đi ra đây thì ông sẽ trải ra bờ sông đi. Đâu? Trải, trải. Công viên ở bên ngoài ấy. Chúng mày cứ làm cho tao cuốn. Ông ngồi vào cả ghế đấy, ông ngả. Cho ông tự kỷ ngồi đấy. Tao vào cái thế giới thiên đường nào mà nó lạ thế này. Landmark này, Landmark 1 này. Tao đáo lái được xe nữa rồi. Ở đó, ở chỗ này có trâu để cưỡi này, để thuê cưỡi không nhỉ? Ôi giời. Bên đường bên kia là công viên. Công viên đẹp cực luôn này. Qua cầu xong phát là ông có phải ông đến thăm nhưng mà hơi nóng. Nóng lắm thôi bạn ơi. Ông rẽ phải thì bạn không rẽ, bạn rẽ trái bạn đã nhìn rẽ ra. Để tao nhìn cái gì đây, cho nó lạ quá. Bản tao nó không có. Đấy công viên bên kia kìa. Công viên đẹp lắm. Bản tao nó không có cái gì đây, nó toàn kính là kính như này. Ở đây. Ờ. Khẩu súng đấy. Ừ. Tên lửa đấy. Ồ, có chỗ nó quay đầu không nhỉ? Cứ đi đi. Ờ. Giống bút chì chưa? Đấy. Tên lửa đấy bạn ạ. Tòa Landmark. Ừ. Ui ui. Ồ, cái chữ gì sao chữ giống cái bản tao thế? Ờ. Vincom à? Đúng rồi, giống Vincom bản Long Biên đấy. Và đây nha mọi người, có thể nhìn thấy giữa sự phát triển của đô thị thì chúng ta vẫn còn lấp ló đâu đó nhìn thấy những mái nhà tôn mày... Tân Cảng, Sài Gòn. Ra kia tao vứt bú tua đi, mày thuê tao con ngựa để tao cưỡi. Thôi, đây là bên này là Vin này. Đấy, các khu giống như Nguyệt Quế ngoài như mình ấy. Tao cứ đi đấy, mẹ tao trêu người mà. Ôi dồi ôi, chóng hết cả mặt. Đấy. Cứ đi tao chiều người chúng mày đấy. Tôi mở góc quay ra cho bạn. Cho bạn nhìn. Tự hào không? Bạn thấy thế nào? Bạn từ trên miền núi xuống bạn thấy thế nào bạn Quyền? Tự hào không? Tao cứ tưởng là hộp xốp nó xếp lên. Cứ tưởng nhà hộp xốp à? Tưởng hộp xốp nó xếp lên, nó thành cao nó xếp lên. Khi nó lại bảo là Photoshop đi. Đâu. Lại không chắc, không phải của Việt Nam đâu à? Lại tao không. Lại tao cộng. Lại tao cộng. Là người Việt mà chúng ta lại không tôn vinh Việt Nam thì đúng thực sự là quá nhục. Đấy, anh Vượng này, khu này là khu công viên, khu này là khu anh Vượng nha bạn nhé. Ôi trời ơi, chụp ảnh ở đấy đẹp lắm. Không mời khách, có cả bếp nướng ở đây mà. Đúng rồi. Kiểu dạng picnic ấy. Mời gia đình vào đây ngồi ăn. Ngồi ăn uống thoải mái vui. Ở trong Landmark này cũng được, thích. Dân sinh. Ở chỗ là anh Vượng anh làm khu nào cũng thế, đẹp, rất là đẹp. Dân sinh tốt. Phúc lợi dân sinh hàng đầu. Công viên cây xanh. Người Việt Nam thì phải tự hào. Tự hào là người Việt Nam. Nhiều kẻ đi tự nhục ra là nó cứ nhiều nó tự nhục. Mồm nó cứ quẳng lên, nó không biết là chúng nó có đủ tiền để chúng nó mua hay không mà chứ đâu. Nó cứ với chê gái. Việt Nam gây. Đấy, đây, 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 người dân người ta ở hết rồi. Ở nhiều chứ, ở kín luôn chứ. Trời. Ở chỗ này là còn đâu căn mà mua, có phải đơn giản đâu. Thế đây là đường cụt à? Đủ, thế thì tôi chết tôi rồi. Đường này đường xuống hầm. Anh nghe rẽ cái lối trên. Đây, ở chợ. Đi thì cho biết. Xuống bản là khác. Ra là cái đường này là đường cuối cùng của đường. Từ miền núi xuống bản là khác. Từ trên núi cao này. Mở mày mở mặt thế chưa? Các bác cứ thông cảm nhá, em cứ xoay tròn là các bác chóng mặt. Em lạc thật sự đâu vào đây này, em lạc, em không biết cái gì luôn. Như một thằng tọt. Lạc luôn. Chịu khó đi thôi. Đi nhiều. Ông cứ giả ngây, giả ngô. Sạch bong,
Singapore là cái gì mà tại sao cứ lôi sinh ra để so sánh? Vào khu này sinh tuổi méo gì mà đi sinh so tuổi gì mà so? Nói thẳng luôn, quá sạch sẽ, hoa nở, cây xanh có, cây xanh đẹp, đường sạch có, những cái cây chỉ... khuôn viên cho trẻ em chơi cũng có. Đầy đủ hết. Siêu thị này, nhà thuốc này, tất cả xuống tụt xuống tầng là có đủ hết đồ. Mượt nhỉ? Mượt cái kia, mượt đang đứng ở cái kia. Mượt lắm. Được không? Cứ... bên bển. Bển là cái gì? Bển là cái gì? Đây này, nhìn này, Vinmark này. Đấy, chuỗi Vinmark cái này. Tự hào dòng máu Việt của chúng ta, đặc biệt là tập đoàn Vingroup đã làm được những cái cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế của Việt Nam, người Việt Nam của chúng ta. Đấy này, còn sân tennis, tập thể thao này. Tóm lại một câu là Việt Nam nghèo là do bọn Mỹ. Trường trung học Vincom này, đấy, Vincom này, đấy. À, chúng mày không mang bom đạn đến đây thì cha ông ta đã ngon từ lâu rồi đúng không? Một ngày là bên bển thì... bên bển này, bên bển nhân lì chán những cái tư tưởng của me tây tự nhục. Ồ thế ở đây người ta mua, người ta có sổ đỏ không nhỉ? Có sổ đỏ cầm tay không nhỉ? Có chứ. Đấy, bên bển thì chả thấy sổ đâu cả, cứ mang tiếng như nhà của tôi. Các căn hộ đều có sổ hết chứ. Tôi mua nhà của tôi. Hỏi tôi. Có sổ đỏ không? Thì tôi không biết. Tôi trả góp. Nhà của tôi. Quá tuyệt vời. Thoáng qua những hình ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu của Landmark. Xin gửi tới quý vị những hình ảnh chân thật nhất với ông bạn là Quyền Tọc. Mới ở Lò Thị Quyền. Em Lò Thị Quyền, em mới về Hà Nội hôm nay, đưa em ấy vào thành phố Hồ Chí Minh để em ấy đếm các căn hộ ở đây, đi ra thôi. Xin chào, hẹn gặp lại. Và tôi nghe thấy ở bên bển thì bảo là toàn nhà bằng thạch cao. Ở đấy, nhà thạch cao đấy, quay cho chúng tôi xem. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các cái chương trình sau.